Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuần mới của 12 con giáp Từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022 Mong rằng với những thông tin hữu ích Sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết 1. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang tuần mới này, thầy tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang có điểm báo, với bạn đang có một khởi đầu khá khó khăn khi ngay từ đầu tuần đã gặp kiếp tài và tỷ kiên chiếu mệnh. Bạn cần chú ý đến quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể. Nếu khắc phục được mối quan hệ này thì những ngày tiếp theo, chính ấn và thiên ấn nâng bước sẽ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn hẳn. Phương diện tài lộc của bạn tuổi Tý trong tuần mới này cho thấy tiền bạc của bản mệnh không có nhiều biến động trong tuần này. Những người làm ăn kinh doanh, buôn bán vẫn có được nguồn thu, có được đồng vào đồng ra, nhưng chưa có được sự đột phá, bạn cần tiếp tục kiên nhẫn chứ không nên vội vã trông chờ thành quả. Việc chi tiêu cũng cần hạn chế chứ không nên ăn tiêu quá xả láng, thích gì mua nấy. Còn về chuyện tình cảm bạn tuổi Tý trong tuần mới này có tốt có xấu, vì thế mà bản mệnh cần chú ý cách cư xử của mình. Khi vợ chồng có mâu thuẫn, xích mích, bạn chớ có những hành động làm tổn thương nửa kia, Hãy bình tĩnh trò chuyện rồi đâu khác có đó, thậm chí đôi bên sẽ càng thêm hiểu và quý trọng nhau hơn. Trong tuần cũng đang gặp sao thái tuế chiếu mệnh, lời khuyên cho bạn là nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà. Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu. 2. Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022. Vận trình của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này đang có điểm báo, sự nghiệp của bạn không thực sự thuận lợi trong tuần này. Chính quan chiếu mệnh, bạn nhận được sự ưu ái của cấp trên nhưng chính điều đó lại khiến cho những kẻ tiểu nhân ghen ghét tìm cách hãm hại. Vì thế, hãy cẩn thận trong mọi việc, tránh tạo sơ hở để kẻ xấu lợi dụng. May mắn là tình hình tài chính của bạn tuổi sửu trong tuần mới này có nhiều khởi sắc, đặc biệt với người làm ăn kinh doanh, buôn bán có một tuần tất bật với nhiều đơn hàng tới tấp, tài lộc cũng vì thế mà tăng cao, lợi nhuận ào ào. Bạn có thể tìm thấy những mối hợp tác, buôn bán có triển vọng, hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích trong tương lai. Hãy mạnh dạn bước theo con đường mà mình đã lựa chọn. Trong tuần mới bạn tuổi sửu cũng có sao bách Việt chiếu mệnh chủ đào hoa, cho thấy với bạn tuổi sửu vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Bạn còn là người giỏi ăn nói nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Người độc thân hãy tin tưởng nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ, không nên đóng cửa trái tim mình. Tuy nhiên, việc quá vượng đào hoa lại không tốt với những ai đã có đôi có cặp. Sự ghen tuông khiến các cặp đôi thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn, thậm chí là hiểu lầm nhau. Để hạn chế tình trạng này thì việc đầu tiên bạn nên làm là giữ khoảng cách với người khác giới. Thứ ba, Tử vi tuần mới của tuổi Dần từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022. Bước sang tuần mới này với bạn tuổi Dần đang có điểm báo, bạn trải qua một tuần với nhiều thử thách sẽ đến trong tuần này trên phương diện sự nghiệp. Với bạn tuổi Dần bản tính kiêu ngạo và nóng nảy khiến bạn sẵn sàng tranh cãi với người khác bất kể đối phương là cấp trên hay đồng nghiệp của mình. Điều này sẽ khiến bạn dễ rơi vào tình trạng bị cô lập. Mãi đến cuối tuần, mọi việc có vẻ dần ổn định hơn nếu bạn nhận ra được khuyết điểm của mình và tìm ra cách khắc phục tình hình tài chính của bạn tuổi dần trong tuần mới này cũng không có nhiều biến động nhiều cơ may kiếm tiền chỉ đến với người làm nghề tự do kinh doanh buôn bán vào thời điểm đầu tuần do có thực thần chiếu mệnh nếu như bạn không để ý bạn rất dễ bỏ lỡ cơ hội này một cách đáng tiếc trong tuần cũng đang gặp sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống cũng không nên ôm hết việc vào người nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Còn về chuyện tình cảm của bạn tuổi Dần trong tuần mới này cũng không quá yên ấm, nhưng có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Trải qua nhiều trắc trở, hai người đã dần tìm được cách dung hòa và bao dung cho nhau. Tương lai, đôi bên sẽ ngày càng trân trọng nhau hơn nữa. 4 Tử vi tuần mới của tuổi Mão, từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang tuần mới này đang có điểm báo, sẽ có một số vướng mắc xảy ra trên phương diện sự nghiệp, vào khoảng thời gian đầu tuần là thử thách bạn tuổi Mão phải vượt qua, nếu muốn thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Bạn chớ nên đầu hàng khó khăn, cho dù xung quanh không có ai trợ giúp mình đi chăng nữa. Và với bạn tuổi Mão trong tuần này, khi bạn gặp khó khăn cũng chính là cơ hội để bạn vươn lên khẳng định bản thân chính ấn và thiên ấn cùng xuất hiện vào cuối tuần cho thấy khoảng thời gian này bạn đã dần khắc phục được khó khăn thậm chí khiến mọi người phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa về phương diện tài lộc của bạn tuổi mão trong tuần mới này cho thấy ngay từ đầu tuần sao thiên đức cùng với thực thần phù trợ sẽ giúp cho bạn đang đón những tin vui về tài lộc khi với bạn đang có được nhiều cơ hội về làm ăn buôn bán sẽ đến với bản mệnh tới tấp bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua khi cơ hội mở ra trước mắt bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi mão đang có điểm báo với những cãi vã bất đồng thường xuyên xảy đến đối với bản mệnh trong khoảng thời gian đầu tuần. Đừng tạo ra cho đối phương những vết thương khó có thể chữa lành. Dù có nóng này đến mấy, bạn cũng cần hết sức kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Năm Tử vi tuần mới của tuổi thìn, từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi thìn bước sang tuần mới này, thầy tử vi chỉ ra rằng, bạn có thể đạt được bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp của mình, đó là nhờ có chính quan phù trợ, nhưng với bạn tuổi thìn, cũng chớ lấy đó làm cái cớ để khoe khoang khả năng của mình. Nếu quá kiêu ngạo, bạn sẽ dần đánh mất thiện cảm của mọi người xung quanh. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi thìn trong tuần mới này cho thấy, bạn sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá trong tay, tiền bạc được dũng dĩnh, thoải mái trong việc chi tiêu bởi vì trong tuần với bạn chuyện làm ăn đi vào quỹ đạo nên ngày càng thuận lợi hơn bạn nhận ra đâu là cơ hội cho mình và biết nắm lấy nếu muốn làm giàu bên cạnh đó bạn cũng không nề hà công việc vất vả thành quả bạn nhận được ắt sẽ vô cùng xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra tuy nhiên trong tuần này với bạn tuổi thìn lại đang gặp xếp bạch hổ là hung tinh chiếu mệnh mang lại điểm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Về chuyện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong tuần mới này cũng không được tốt cho lắm, tình cảm khá ảm đạm vào khoảng thời gian đầu tuần, nhưng đến cuối tuần thì có dấu hiệu tiến triển hơn. Những bạn độc thân dần mở lòng với người khác giới nên nhận được nhiều sự chú ý hơn hẳn. Trong khi đó, vợ chồng dần quan tâm hơn đến thế giới tinh thần của đối phương. 6 Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022. Vận trình của bạn tuổi Tỵ khi bước sang tuần mới này, bạn đang có điểm báo sự nghiệp của bạn tuổi Tỵ không được thuận lợi như ý muốn. Bạn sẽ phải chịu đựng sự cạnh tranh quyết liệt đến từ đồng nghiệp, đối thủ. Bạn cần củng cố điểm mạnh của mình và lấy đó làm động lực để đấu lại với đối phương. Ngược lại thì con đường tài vận của bạn tuổi Tỵ trong tuần mới này lại khá dồi dào ngay từ khoảng thời gian đầu tuần với bạn tuổi tỵ có được nhiều cơ hội đến tới tấp khiến bạn luôn ở trạng thái vội vàng tất bật bạn nên chia sẻ với mọi người những công việc của mình chớ nên ôm hết vào người kẻo mệt mỏi vất vả tử vi cũng cho thấy trong tuần mới này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho bạn nếu còn trẻ tuổi bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân thách thức hoàn cảnh luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới còn về phương diện tình cảm của bản mệnh đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ đặc biệt là trong khoảng thời gian giữa tuần bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó. 7. Tử vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi ngọ trong tuần mới này, công việc của bạn đang có điểm báo không có những bước tiến đáng kể trong tuần này. Bạn cần chú tâm vào nhiệm vụ của mình hơn nữa, chứ không nên chủ động gây mâu thuẫn, xích mích với mọi người xung quanh hãy tránh xa thị phi hết sức có thể nếu muốn giảm ảnh hưởng của thương quan và kiếp tài gây họa nhé. Tuy nhiên trong tuần này với bạn tuổi ngọ việc làm ăn, kinh doanh phát triển khá thuận lợi. Với bạn là con giáp thông minh, điều này có thể giúp cho bạn tìm được những mối khách hàng triển vọng, đem lại lợi nhuận nhanh chóng. Một vài người trong mệnh có được các tình trợ vận, thậm chí còn có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình khi tham gia những trò chơi đen đỏ, như trúng số, trúng thưởng nữa, chính vì vậy mà bạn cũng kiếm được một khoản tiền không hề nhỏ trên phương diện chi tiêu bạn lại đang gặp đại hao là hung tinh chiếu mệnh lại nhắc nhở bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý không nên thích gì mua nấy tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai trong chuyện tình cảm của bạn tuổi ngọ có những bước chuyển biến tích cực và rực rỡ nhất vào khoảng thời gian giữa tuần bạn và người ấy có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau dù có khó khăn xảy ra đôi bên cũng thường xuyên trò chuyện và sẻ chia Thứ 8, tử vi tuần mới của tuổi Mùi từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022. Xem tử vi cho thấy chuyện tình cảm của bạn tuổi Mùi trong tuần mới này khá ảm đạm, đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần, nhưng bản mệnh không cần phải quá lo lắng hay buồn bã, bởi dần dần đến cuối tuần mọi việc sẽ được khắc phục. Bạn và người ấy sẽ lại hòa hợp như trước đó. Về phương diện sự nghiệp của bản mệnh tuổi Mùi trong tuần mới này có tốt xấu đan xen vì vậy dù đạt được thành công bạn cũng chớ nên kiêu ngạo coi thường người khác khiến mọi người có ấn tượng xấu về mình hãy luôn khiêm tốn lắng nghe học hỏi vì chẳng ai có thể giỏi tất cả mọi việc trên đời còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi mùi trong tuần mới này lại có được nhiều điểm sáng trong tuần đang có được chính tài và thực thần trợ mệnh giúp cho bạn dù bạn làm trên lĩnh vực nào thì chỉ cần cố gắng hết sức sẽ nhận được thành quả xứng đáng người làm công ăn lương được cấp trên thưởng nóng người làm ăn kinh doanh buôn bạn có được nguồn thu tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây giúp cho bạn có được tiền bạc dũng dĩnh có điều trong tuần cũng đang gặp tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh cũng cho thấy bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho những khoản lặt vặt hàng ngày vì thế bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực nhất là với chuyện tiền nong nếu không dù có dư giả đến đâu bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu 9. Tử vi tuần mới của tuổi thân từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi thân bước sang tuần mới này đang có được báo hiệu tuần này là một tuần mà sự nghiệp của bạn tuổi thân phát triển rực rỡ. Bạn có nhiều cơ hội để khẳng định tài năng của mình, gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên. Thậm chí, bạn còn có thể được thưởng nóng, tăng lương, cất nhắc lên vị trí xứng đáng. Tuy nhiên, bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước thì với bạn tuổi thân cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình ngũ quỷ là hung tinh chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn cùng với đó bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi thân trong tuần mới này cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng càng về cuối tuần chuyện làm ăn của bạn lại càng trở nên thuận lợi hơn thậm chí bạn còn thu về được một khoản lời lãi vượt quá mong đợi của mình có thể người làm ăn phải làm việc rất vất vả đấy song bạn sẽ nhận về những gì xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong tuần mới này cho thấy, chuyện tình cảm của bạn có vui và có buồn, bạn cần trân trọng hơn những phút giây ở bên người ấy. Đồng thời, hai người không tránh khỏi những khi mâu thuẫn, nhưng quan trọng là đôi bên sẽ khắc phục điểm khác biệt ấy như thế nào. Chớ hành động nóng này theo cảm xúc nhất thời của mình. 10. Tử vi tuần mới của tuổi dậu, từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022 với bạn tuổi dậu bước sang tuần mới này thầy tử vi chỉ ra rằng sự nghiệp của bạn tuổi dậu phát triển tương đối là ổn định nhờ có thiên ấn và chính quan nâng đỡ bạn tuổi dậu đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước cũng như hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó tiếp tục đà này bạn có thể thăng tiến lên những vị trí xứng tầm hơn với tài năng của mình trên phương diện tài lộc của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này cũng có được nhiều dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt vào những ngày gần cuối tuần, vì thế trước đó bạn hãy chuẩn bị tinh thần và vật chất cần thiết cho công cuộc làm giàu, để khi thời cơ xuất hiện, bạn có thể nắm bắt ngay mà không chần chừ, do dự. Hãy tin tưởng vào bản thân, đừng để cơ hội rơi vào tay người khác. Trong tuần cũng đang gặp sao Thái Âm là cắt tinh chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều dấu hiệu tích cực, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy. Trong tuần này, với những người đã có đôi có cặp dù đầu tuần hai người rất hòa hợp nhưng sau đó mâu thuẫn lại nhanh chóng nảy sinh. Có thể là hai người đều chưa đủ tin tưởng nhau nên mới dễ tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đôi bên cần trò chuyện tâm sự với nhau nhiều hơn. 11 Tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022. Bước sang tuần mới này, vận trình của bạn tuổi Tuất đang có điểm báo, bạn phải trải qua một tuần thực sự khó khăn trong sự nghiệp của mình. Khi với bạn đang gặp thiên quan và thương quan cùng giáng họa, cho thấy bạn dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên, khiến mọi việc dần đi vào bế tắc. Sự nóng này cũng như thẳng thắn quá mức có thể chính là nguồn cơn của mọi biến cố, khiến mọi sự cố gắng của bạn gần như đi vào bế tắc ngược lại trong tuần mới này đối với những người làm nghề tự do hoặc người đầu tư kinh doanh lại có nhiều cơ hội phát tài ngay từ giữa tuần với bạn tuổi tuất sẽ được người thân quen giới thiệu cho những cơ hội đáng quý giúp tiền chảy về túi một cách nhanh chóng dù để đạt được điều đó bạn cũng phải khá vất vả trong tuần cũng gặp sao dịch mã chiếu mệnh lời khuyên dành cho bạn là không nên ngại gian khổ nhất thời hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình còn về chuyện tình cảm của bạn tuổi tuất trong tuần mới này, đang trải qua giai đoạn khó khăn, chắc trở, lắm nỗi gian chân. Người độc thân thậm chí phải trải qua thất vọng, hiểu lầm rồi mới rõ tấm lòng của người mà mình thầm mến. Tuy nhiên, dù rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa thì bạn cũng chớ vội thất vọng, cứ tiếp tục rồi bạn sẽ thấy ánh sáng ở cuối đường hầm nhé. 12. Tử vi tuần mới của tuổi hợi từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022 với bạn tuổi hợi bước sang tuần mới này về phương diện sự nghiệp của bạn lên xuống thất thường có thể trước đó bạn còn mâu thuẫn gay gắt với đồng nghiệp nhưng ngay lập tức quý nhân lại xuất hiện hóa giải mọi chuyện có thể trước đó mọi việc đang tiến triển hanh thông nhưng ngay lập tức biến cố lại bất ngờ xảy đến tuy nhiên về công việc không ổn định cũng kéo theo tài chính không có nhiều điểm sáng một số người có thể phát tài nhờ vào vận may nhưng tỷ lệ đó là rất nhỏ tốt nhất bạn vẫn nên nghiêm túc với công việc mình đang làm, chớ, há miệng chờ sung, kẻo lại tiền mất tật mang, ảnh hưởng xấu đến cả gia đình nữa nhé. Trong tuần mới này với bạn tuổi hợi, may mắn là nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên trần trừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai và rất có thể có người thứ ba xuất hiện xen vào giữa mối quan hệ tình cảm vợ chồng của bạn và người ấy trong tuần này. Để tránh tình cảm giãn nứt, hai người cần trò chuyện, trao đổi thẳng thắn với nhau, chớ nên giấu giếm bất cứ điều gì. Cùng với đó, đôi bên cũng cần phải tin tưởng vào nhau hơn. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuần mới của 12 con giáp, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại